vậy là một tháng ăn World Cup, ngủ World Cup, sống cùng World Cup đã chính thức bắt đầu. Bữa tiệc khai mạc của chủ nhà Nga rất nhiều màu sắc. Đầu tiên là nữ ca sĩ rất xinh đẹp, nam ca sĩ đẹp trai, nhưng lại có pha giơ ngón tay thối méo hiểu vì sao, làm cả thế giới dậy sóng. Sau đó là màn phát biểu mang hơi hướng Việt Nam của Thủ tướng Putin, bởi vì ông nói hơi nhiều. Giờ cùng đến với diễn biến chính của trận đấu, ta có thể nói tóm gọn lại bằng 7 từ: gấu Nga vồ chết chim ưng xanh. Chẳng ai có thể nghĩ Nga lại có trận thắng đậm như thế trước Ả Rập cả. Nhưng nếu nhìn cách Ả Rập thi đấu thì ta có thể hiểu được phần nào. Họ chơi bóng không có chiến thuật rõ ràng, thể lực kém, tính sáng tạo thì không có. Thật méo hiểu vì sao họ lại có mặt được ở đây. U23 Việt Nam có khi đá còn hay hơn. Về năm bàn thắng của tuyển Nga thì có rất nhiều điều để nói. Bàn đầu tiên thì quá dễ dàng cho Gazinski trong một pha không chiến chẳng ai kèm. Bàn thứ hai của Cheryshev thì mang đậm tính nghệ thuật. Anh đỡ bóng khiến hai hậu vệ Ả Rập nằm sõng xoài rồi đóng thẳng vào góc gần. Pha xử lý có thể nói là chuẩn mực. Bàn thứ ba của De Juba thì đơn giản là méo ai kèm được anh. Người thì cao to như con tích, bật nhảy tì đè rồi đánh đầu tung lưới Ả Rập. Đặc biệt là huấn luyện viên Cheryshev đã cho cả thế giới thấy ông là thánh thay người. Thay hai cầu thủ vào, cả hai đều ghi bàn. Hai bàn thắng cuối cùng thì phải nói là siêu phẩm. Cheryshev có pha vuốt má ngoài đẳng cấp khiến cầu trường dậy sóng. Đúng là hàng của Real thì lúc nào cũng có số má. Còn Golovin, người đã âm thầm cống hiến cả trận cũng muốn được bảng tỷ số nhắc tên, nên anh đã chốt hạ luôn quả cuối với cú sút phạt thân sâu. And the answer is a potential yes. Tuyển Nga thắng tưng bừng trong ngày khai mạc, hứa hẹn một mùa World Cup rất sôi động trước mắt chúng ta. Nên mong anh em hãy giữ gìn sức khỏe, suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra quyết định tài hay xỉu. Vì mọi quyết định của bạn đều phải trả giá. Ngon thì là cái tủ lạnh, còn SH, cái nhà mới, còn đen thì thôi, cầu Nhật Tân, cầu Long Biên đang vẫy gọi anh em. Lopetegui, cái tên làm khuynh đảo bóng đá Tây Ban Nha ngay trong những ngày tiền World Cup. Đầu tiên, ông nhận lời làm huấn luyện viên trưởng của Real Madrid mùa giải tới. Điều này đã phá vỡ hợp đồng giữa ông và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Cho nên bên phía Liên đoàn đã rất tức giận. Trong một phút giây máu dồn lên não thì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã đưa ra quyết định sa thải luôn Lopetegui dù cho chỉ còn vài ngày nữa là World Cup khởi tranh. Đây quả là một thông tin gây chấn động nền bóng đá xứ sở bò tót. Tôi thấy Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha khá là nóng tính. Bọn tôi chỉ công bố sớm huấn luyện viên của mình cho cầu thủ an tâm thôi mà. Có gì đâu mà căng. Sao họ phải sa thải ông Lopetegui luôn như vậy chứ? Cứ mỗi mùa World Cup đến là trên sóng truyền hình lại phát sóng một chương trình mà anh em hay gọi là chương trình bán xôi thịt. Cụ thể sẽ có 32 em hot girl đại diện cho 32 nước tham dự World Cup sẽ cùng nhau tranh tài, khoe cá tính, trưng bày xôi thịt của mình ra cho mọi người ngắm. Cô nào cô nấy đều sở hữu những gói xôi ngon ngộn, nhìn chỉ muốn lao vào cắn ngay một miếng. Mấy em bán xôi Pháp, xôi Đức, xôi Anh, xôi Tây Ban Nha thì đều là nhãn hiệu nổi tiếng, không nói làm gì. Nhưng riêng mấy em mà bán xôi Maroc, xôi Panama, xôi Iran thì tôi thật khâm phục niềm đam mê của mấy em ấy. Em bán xôi Nigeria thì chắc là chỉ thích độ dài và kích thước khủng của mấy anh Phi Châu nên mới cổ vũ đây. Khẩu vị em này mặn thật. Nhưng mà thôi thì chúng ta cũng đừng lèm đá nhiều về kiến thức bóng đá của mấy em ấy. Hãy để ý đến những gói xôi đầy đặn, tròn vo, điểm xuyết những hai hồi lạc bên trên. Còn có cả những miếng thịt mồng béo ngậy nữa. 32 cô gái sẽ cho chúng ta một mùa hè thật mát lạnh và sảng khoái. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một mùa World Cup vui vẻ và không mất tiền. Xin chào và hẹn gặp lại.